Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Mục Muôn mặt Đời sống là chùm phóng sự lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gặp gỡ những người đã tham gia hiến máu nhiều lần để cứu người. Mục Nét đẹp Sứ Nhãn là câu chuyện những nắp chai, vỏ nhựa, bìa các tông qua bàn tay khéo léo sáng tạo của giáo viên tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Phù Cừ đã trở thành những dụng cụ học tập, đồ chơi bổ ích cho trẻ. Cuối chương trình là mục chuyện làng quê với phóng sự xã Tân Dân, huyện Khoái Châu luôn quan tâm đến tiêu chí cảnh quan môi trường với việc đầu tư hàng chục tỷ đồng để cải tạo lại hệ thống ao hồ, tạo không gian sống trong lành ở khu dân cư và lưu giữ nét quê trong cuộc sống hiện đại. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhiều tấm gương tham gia hiến máu nhiều lần, tiêu biểu như anh Lương Văn Nhu, xã Vân Du, huyện Ân Thi. Anh Nhu đã tham gia hiến máu tình nguyện trong nhiều năm với số lần hiến máu lên tới 30 lần. Bắt đầu tham gia hiến máu khi còn là sinh viên năm thứ hai. Từ đó tới nay, gần như năm nào anh Lương Văn Nhu cũng tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Bất cứ khi nào, chỉ cần đủ thời gian và sức khỏe cho phép, anh Nhu lại đăng ký hiến máu tình nguyện. Không chỉ tham gia hiến máu tại địa phương, anh còn tham gia hiến máu tại công ty, tại các đợt hiến máu do các câu lạc bộ phát động. Từ năm 2013 đến nay thì là tôi vẫn duy trì hiến máu đều đặn, một năm tầm khoảng từ 3 đến 4 lần. Đến bây giờ là được 30 lần. Tôi nghĩ là máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu, nên là mình muốn đi hiến xem là cái sức khỏe hay là máu của mình có thể cung cấp được cho người bệnh không, nên là mình đi. Không chỉ bản thân tham gia hiến máu tình nguyện, anh Nhu còn động viên cả bạn bè, người thân cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này. Vợ của anh, chị Hoàng Thị Nguyệt Anh cũng tham gia hiến máu khi đủ điều kiện sức khỏe. Khi mà chồng em đi tham gia hiến máu nhiều lần như thế thì em cũng rất là ủng hộ. Cứ đến ngày thì cũng cứ nhắc chồng là chuẩn bị đến ngày hiến máu rồi đấy, đi hiến máu thôi. Rồi có rủ chồng là tại địa điểm này, địa điểm kia là có hiến máu thì đi ạ. Có khi thì cả hai vợ chồng đi, còn khi mà em không đủ điều kiện nữa thì thôi. Gia đình tôi thì cũng có ba cháu, hai cháu thường đi hiến. Nếu mà các cháu nó có cái sức khỏe tốt, mong cho các cháu giúp đỡ cho những người thiếu máu. Tôi cũng mong mọi người và những lứa tuổi thanh niên ấy, mà có khả năng hiến máu được thì mọi người nên đi hiến để giúp đỡ những người mà thiếu máu và những người cần máu. Tham gia tích cực phong trào hiến máu tình nguyện, đến nay anh Nhu là một trong hai tấm gương hiến máu tiêu biểu của huyện Ân Thi với 30 lần hiến máu. Năm nay anh Nhu được vinh dự đại diện tỉnh Hưng Yên tham gia buổi lễ tuyên dương 100 người hiến máu tiêu biểu trên toàn quốc tại Hà Nội. Ngoài cái hiến máu tại huyện Ân Thi thì đồng chí Nhu còn tham gia hiến máu tình nguyện tại các câu lạc bộ và các huyện khác khi có đợt hiến máu. Thế và tại công ty tổ chức hiến máu thì đồng chí cũng tham gia hiến máu. Cá nhân đồng chí cũng đã tuyên truyền cho người thân, bên cạnh đó là người vợ, các đồng nghiệp trong công ty rồi cũng như là các cái tổ chức xã hội tại địa phương thì làm rất tốt cái phong trào hiến máu và cũng như tuyên truyền cho cái hiến máu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài anh Nhu, thời gian qua trên địa bàn tỉnh cũng đã có rất nhiều người tham gia nhiệt tình phong trào hiến máu tình nguyện và đều tham gia hiến không chỉ một lần. Đây cũng chính là lực lượng đã giúp lan tỏa rộng rãi phong trào hiến máu cứu người thời gian qua tại Hưng Yên. Trong buổi hiến máu của đoàn khối các cơ quan tỉnh đầu tháng 6, vợ chồng anh Phạm Đức Lăng và chị Nguyễn Thị Phương Ngọc đã cùng nhau đến hiến máu tình nguyện. Tôi tham gia hiến máu lần này là lần thứ 7 rồi. Tôi tham gia là lần thứ 4. Tôi thấy là cái hoạt động hiến máu này là một hoạt động rất là ý nghĩa. Nó tạo cơ hội cho một số người không may đang bị mắc bệnh hoặc là một số người đang gặp khó khăn. Và tôi thấy từ cái việc đó thì với tinh thần của thanh niên thì cũng lan tỏa đến mọi người trong cơ quan. Trong đấy thì có vợ tôi cũng là một trong những đoàn viên của chi đoàn. Còn với bà Đỗ Thị Hương, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, đây cũng là lần thứ 5 bà tham gia hiến máu tình nguyện. Mình thấy rằng là lần nào hiến máu thì cũng thấy người cũng khỏe mạnh bình thường. Tất cả các đoàn viên thanh niên của mình đều nhiệt huyết. Lần nào đảng bộ khối mình có chỉ đạo đoàn thanh niên thì đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Trong thời gian tới, đảng bộ khối chỉ đạo đoàn thanh niên khối là cái việc tổ chức hiến máu nhân đạo từ thiện cần được tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt là khâu tổ chức cần khoa học hơn, tránh tình trạng mà người lao động trong doanh nghiệp đến hiến máu phải chờ đợi để đến lượt mình được vào hiến máu, mất thời gian trong cái quá trình làm việc của doanh nghiệp. Với chị Thủy, công ty Toto, khu công nghiệp Thăng Long 2, hoạt động hiến máu cũng đã gắn bó với chị nhiều năm.
mỗi lần công ty tổ chức hiến máu tình nguyện, chị đều đăng ký tham gia và rủ đồng nghiệp cùng tham gia. Đây là lần hiến máu thứ 8 của em. Mỗi lần hiến máu thì em cảm thấy rất là vui và tự hào. Trước khi hiến máu thì chúng em đều được các bác sĩ khám và tư vấn có được hiến máu hay không và hiến máu với lượng bao nhiêu cho là phù hợp với sức khỏe của bản thân mình, còn có những cái lợi ích thay thế, và ví dụ như là có thể là tái tạo bổ sung máu hoặc là kiểm soát cái lượng sắt dư thừa trong máu, hoặc là giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đấy là có thể kiểm soát các cái giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Trên thực tế, có rất nhiều người đã tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần, thậm chí hiến máu từ 2 tới 4 lần trong một năm. Những hành động đẹp này đã trực tiếp góp phần lan tỏa tính nhân văn cũng như tuyên truyền được về ý nghĩa cao cả của việc hiến máu tình nguyện. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp này đã và đang ngày càng lan tỏa rộng khắp trên cả nước. Tại tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, các phong trào hiến máu tình nguyện cũng phát triển mạnh mẽ. Mỗi năm, số lượng người đăng ký hiến máu và số lượng máu tiếp nhận vẫn có xu hướng gia tăng, từ đó góp phần cứu chữa thêm cho nhiều người bệnh đang cần máu. Buổi hiến máu của công ty Toto Việt Nam, trong buổi sáng đã có 150 người tham gia đăng ký hiến máu và thu về 126 đơn vị máu. Còn tại buổi hiến máu của đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên, đã có hơn 300 người đăng ký tham gia hiến máu, thu được 276 đơn vị máu. Đây chỉ là một kết quả thu được tại 2 trong số các điểm hiến máu tình nguyện được tổ chức nửa đầu tháng 6 năm 2023. Cho đến thời điểm này, chúng tôi cũng tổ chức được 4 cuộc tham gia hiến máu tình nguyện và hôm nay là tổ chức ở công ty Toto. Số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện thì ở các cái khu tập trung thì đông đảo. Thí dụ như là khu công nghiệp Thăng Long 2 thì cái số lượng đăng ký là trên 500 người. Khu Lê A thì cũng đăng ký khoảng trên 400 người. Trong thời gian tới thì đoàn khối sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên hiểu, tình nguyện tham gia các hoạt động hiến máu của đoàn khối, các tổ chức khác để phát triển hoạt động hiến máu tình nguyện của toàn tỉnh ạ. Theo báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, tính từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023, Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh đã tổ chức được 18 buổi hiến máu tình nguyện, thu hút gần 8.000 người đăng ký tham gia. Kết quả, tiếp nhận gần 6,9 nghìn đơn vị máu, đạt 68,6% kế hoạch năm. Trong cái thời gian vừa qua, các cấp, các đơn vị có rất nhiều tình nguyện viên và người dân tham gia hiến máu. Chúng tôi quyết tâm đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động và làm sao làm tốt cái công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho Ban chỉ đạo để làm sao nhiều tình nguyện viên tích cực tham gia hiến máu để làm sao luôn luôn đáp ứng được các cái nhu cầu cấp cứu cũng như là điều trị những người bệnh. Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện hưởng ứng hành trình đỏ, chiến dịch giọt máu hồng hè năm 2023 và ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác hiến máu tình nguyện cho các tình nguyện viên, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2023. Từ những nắp chai, vỏ nhựa, bìa các tông, qua bàn tay khéo léo, sáng tạo của các giáo viên tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Phù Cừ đã trở thành những dụng cụ học tập, đồ chơi bổ ích cho trẻ. Những chiếc đồng hồ, túi sách, ấm uống trà, bộ đồ dùng trong nhà bếp xinh xắn như thế này, không ai có thể nghĩ rằng nó đều được làm từ bìa các tông. Và đây chính là những sản phẩm sáng tạo của các giáo viên trường mầm non thị trấn Trần Cao. Không chỉ làm ra những đồ chơi an toàn, hấp dẫn trẻ nhỏ, mà cũng từ nguyên liệu phế thải này, các cô còn khéo léo biến thành đồ dùng học tập, vừa đáng yêu lại vừa thu hút học sinh. Con được chơi những đồ chơi của cô giáo tự làm. Thì con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy rất vui ạ. Con được cô hướng dẫn làm đồ chơi nấu ăn. Cô giáo hướng dẫn con để tặng bố mẹ. Cũng tìm hiểu được một số cách làm từ nguyên liệu phế liệu như là bìa cắt tông, chai, lọ. Thì mình cũng tuyên truyền đến phụ huynh, vận động phụ huynh mang đồ đến để làm cho các con những món đồ chơi, đồ dùng học tập rất là đẹp và hấp dẫn các con. Với gần 500 học sinh và để đáp ứng nhu cầu vui chơi, những đồ chơi có sắc màu đẹp, mới lạ, phong phú, hấp dẫn và an toàn. Từ nhiều năm nay, trường mầm non thị trấn Trần Cao đã phát động phong trào thi đua làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ trong toàn bộ giáo viên của trường với các chủ đề khác nhau như giao thông, động vật, thực vật, gia đình. Các
con khi mà được hoạt động với các cái đồ dùng các cô tự làm thì các con cảm thấy rất là thích thú. Và ngoài ra thì với việc tự làm đồ dùng thì còn góp phần bảo vệ môi trường, vì các cái nguyên liệu này là những nguyên liệu để tái chế lại để làm những cái đồ dùng đồ chơi cho các con chơi, và nó đảm bảo cả an toàn và đảm bảo cả tính thẩm mỹ. Cũng từ những vật dụng bỏ đi như vỏ chai nước ngọt, que kem, miếng xốp, dưới đôi tay tài hoa của các giáo viên trường mầm non Đỉnh Cao, những chiếc nắp chai, vỏ nhựa được tô vẽ biến thành những bông hoa, những con vật ngộ nghĩnh, những ô chữ cái nhiều màu sắc. Cùng với đó, các cô còn chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu để trẻ được cùng làm ra những đồ chơi trong mỗi tiết học. Cái hoạt động làm đồ dùng đồ chơi này thì cũng đã góp phần cho cái tiết kiệm được cái kinh phí cho nhà trường. Đặc biệt là các cháu được sử dụng nhiều đồ dùng đồ chơi mang tính là sáng tạo, đẹp. Và hàng ngày thế thì các cháu rất là thích đến trường. Qua đó thì đã nâng cao cái chất lượng giáo dục. Phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ đã được thực hiện ở hầu hết các trường mầm non trên địa bàn huyện Phù Cừ. Nó không chỉ giúp các cô giáo nâng cao tay nghề, nắm vững hơn về năng lực chuyên môn, mà còn giúp chất lượng giáo dục của các nhà trường ngày càng được nâng lên. Thưa quý vị, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, chính quyền xã Tân Dân, huyện Khói Châu luôn quan tâm đến tiêu chí cảnh quan môi trường với việc đầu tư hàng chục tỷ đồng để cải tạo lại hệ thống ao hồ, tạo không gian sống trong lành ở khu dân cư và lưu giữ nét quê trong cuộc sống hiện đại. Hồ nước ở trung tâm thôn Thọ Bình mấy năm trước bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường ở khu dân cư. Trước thực trạng đó, năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Tân Dân đầu tư 5 tỷ đồng tiến hành cải tạo lại hồ, xây kè và trồng cây xung quanh hồ nước, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Ngày nào cũng vậy, chị Lương Thị Bích lại đưa con ra khu vực hồ nước vui chơi ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành từ ao hồ mang lại. Khu vực này thì từ khi mà được cải tạo ấy, mình cảm thấy là không khí trong lành, sạch sẽ, mát mẻ và vừa có chỗ để mọi người có thể đi tập thể dục. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Tân Dân đã đầu tư xây dựng, cải tạo xong 3 hồ nước ở các thôn Thọ Bình, Bãi Sậy 2 và An Dân với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Tiếp tục gìn giữ và cải tạo ao hồ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã Tân Dân đề ra trong những năm tới. Xây dựng kiến thiết cái hồ là không để cái ô nhiễm môi trường. Thế và lấy cái không khí, nghĩa là cái hồ là không khí điều hòa của cái khu dân cư. Từ nay đến 2025 thì với Tân Dân là sẽ cố gắng là xây hết tất cả 6 cái hồ. Ngoài hệ thống ao hồ thì trên địa bàn xã Tân Dân hiện còn lưu giữ được 3 giếng làng cổ có từ xa xưa ở các thôn Dương Trạch, An Dân và Thọ Bình. Trong mấy năm trở lại đây, nhân dân công đức ủng hộ tiền và ngày công để tôn tạo lại giếng làng. Điển hình như giếng làng thôn Dương Trạch vừa được đầu tư tôn tạo khang trang, trở thành một công trình văn hóa của thôn. Trước đây mà chưa có cái nước sạch của nhà nước thì chúng tôi còn dùng nước giếng này để sinh hoạt, mà cả làng mới có một cái giếng này. Tập trung đóng góp công sức rồi là tiền của để xây dựng hiện tại như thế này mà rất là đẹp. Người dân ở các khu dân cư luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực giếng làng. Bởi vậy, giếng luôn trong xanh, sạch đẹp. Đây là nơi người dân nghỉ ngơi, ngắm cảnh, hóng mát, nhất là trong những ngày hè oi bức. Ngồi ở ghế đá này, ngay gốc cây đa này thì nó mát, nó không khí trong lành, sạch sẽ. Hướng đình thì cái giếng là nó sạch, nó mát. Thế rồi là người dân là cứ đi lao động vất vả mồ hôi rồi, cứ ngồi đây rồi nghỉ ngơi. Hệ thống ao hồ, giếng làng sạch đẹp đã góp phần giúp xã Tân Dân đạt tiêu chí môi trường và cảnh quan, qua đó đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình là một đặc trưng tiêu biểu của làng quê, vùng đồng bằng Bắc Bộ, đang được chính quyền và nhân dân xã Tân Dân trân trọng và gìn giữ cho các thế hệ tiếp nối. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.